bán những cái đồ Tết. Mình mua kéo nhỏ nhỏ để về mình chơi nè. Cái đây là những cái chúc mừng năm mới đó cả nhà. Thước lộc thọ nè. Ở dưới đây nó bán đủ thứ hết luôn. Chúc mừng năm mới. Đầy đủ luôn nha cả nhà. Chợ Phú Cường nó đầy đủ luôn nè. 4 đồng. Coi thử bao nhiêu một bị. Nó tới 5 đồng. 5 đồng một bị gì nè cả nhà. 4 đồng 99 nè, 5 đồng. Chợ đây nhiều, cái gì cũng có nha. Ở nhà mình lên đi mua nha, chỗ Phú Cường nha, đầy đủ luôn. Đây này nó bán đồ Tết nè cả nhà, bán đồ quá trời luôn, mai Tết nè. Chợ đây là chợ Phú Cường nha cả nhà. Tết nó bán đồ cả nhà. Chút mua về chút gánh họ dễ chơi. Cho bên Mỹ đâu có hồ mai thiệt đâu cả nhà. Đây là bán những cái mức đồ Tết cả nhà. Chợ Việt Nam này. Đây là những cái mai mức dừa như gì nè. 7 đồng 8 đồng hộp gì á. Đây là cây mai của nó 55 đồng rồi cả nhà. Mai đây nó làm sẵn luôn 55 đồng nha. Thì giờ nó trưng bán đồ Tết nhiều rồi nha cả nhà. Mình mua, mình đi mua mai. Còn mấy cái đồ này thì từ từ mình mua. Đó, nó bán cái gì đó cả nhà. 55 đồng một cây mai gì đó. Thường mình gắn mai gì đó. Đó, đi coi. Đây là những cái dưa món nè. Dưa cải khô rồi cả nhà. Để mình về mình làm dưa kiệu cả nha. Đó. Bê đồng máy nha. Mai này mình về mình làm mai nha cả nhà nha. Đó là chợ Phú Cường ở đây nha. Yeah.